Đố các bạn, đây là chữ E hay chữ F? Con biển số này là chữ F hay chữ E? Thật sự là rất khó để nhận ra. Vậy còn tấm biển này, 82A03026. Nhưng nếu lại gần một chút, có thể nhận thấy một phần khoảng trắng tại vị trí số 3 không đồng đều với phần nền trên biển số. Từ đó có thể suy ra, dãy số thực của tấm biển này là 82A08026. Vì vậy rất có khả năng, vào một ngày đẹp trời, bạn đang ngồi ở nhà nhưng bất ngờ nhận được thông báo phạt nguội tại một nơi cách xa hàng trăm km là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là vấn đề cực kỳ nhức nhối hiện nay khi nhiều chủ xe đang tìm cách lách luật, ngụy trang biển số để tránh phạt nguội nhưng lại khiến cho người khác phải rơi vào vòng lao lý. Vậy có cách nào để minh oan trong trường hợp này và chế tài xử phạt những vi phạm này ra sao? Mời các bạn hãy cùng AutoTalkVN tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Vào hồi năm 2017, chiếc Kia Forte mang biển số ngũ quý 37A-7 tại Nghệ An đã được rất nhiều người ngỏ ý hỏi mua vì mức độ hiếm của nó. Nhưng vài ngày sau, người ta lại giật mình phát hiện một chiếc Lexus RX cũng đeo biển số tương tự đang lăn bánh trên đường phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hay hình ảnh chiếc Rolls Royce Ghost đeo biển san bằng tất cả, giống với chiếc xe tải Hyundai đời tống này, có lẽ sẽ khiến nhiều người còn phải bật cười. Vậy câu hỏi đặt ra là vị đại gia sở hữu chiếc xe sang này may mắn hay chủ xe tải Hyundai cao tay đã bấm được chiếc biển số khủng này? Sự thật là sau khi được cơ quan chức năng xác minh thì những tấm ảnh này không hề qua chỉnh sửa và những chiếc xe trên đều đeo biển giả. Vấn nạn này đã xuất hiện từ lâu khi nhiều chủ xe không bằng may mắn mà lách luật đã tìm mọi cách để đeo lên xe những tấm biển số đẹp với mục đích là nhận được sự trầm trồ của người đi đường. Nhưng điều này cũng đặt ra nghi ngờ rất lớn về nguồn gốc xuất xứ của chiếc xe và tấm biển đó, cũng như mức độ hợp pháp để tham gia giao thông. Tuy nhiên, giờ đây nhiều chủ xe sở hữu biển số thông thường lại đang tìm cách ngụy trang tấm biển số thật mà họ đăng ký tại cơ quan chức năng, với mục đích chính là để tránh phạt nguội. Chỉ bằng một mẩu băng dính, một cây bút vẽ hoặc công khai hơn là che chắn biển số như thế này, nếu bằng mắt thường khi quan sát từ xa, sẽ khó có thể nhận ra đó là biển thật hay biển giả. Nhưng nếu thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, thì chắc chắn khi những chiếc xe đó vi phạm hoặc gây ra tai nạn, người đối mặt với vấn đề pháp lý đầu tiên lại là những chủ xe ở cách xa đó hàng trăm km hoặc chưa từng đến nơi xảy ra vi phạm. Đây là tình trạng che chắn, ngụy trang hoặc thay đổi các ký tự trên biển số để tránh phạt nguội mà một bộ phận tài xế hiện nay đang áp dụng. Trước đó có những trường hợp biển số bị phát hiện trong tình trạng nhem nhuốc như thế này, khiến nhiều người lầm tưởng đây chỉ là một trò đùa vô ý của trẻ con. Nhưng với những tấm biển được cắt dán một cách tinh vi, cẩn thận như thế này, thì chắc chắn sẽ khiến không ít bác tài bị phạt nguội oan. Thậm chí có một chủ xe Lexus RX350 đã treo thưởng 20 triệu đồng để truy tìm một chiếc Lexus cùng kiểu loại sử dụng tấm biển giả giống hệt biển của mình, khiến bác tài này phải đóng phạt oan mà không cãi được. Trong khi chính chủ là mẫu RX350 bản F-Sport nhập Mỹ sử dụng phong biển mới, thì chiếc xe sinh đôi kia lại sử dụng biển giả là phong biển cũ, khiến không ít người nhầm lẫn. Bất ngờ hơn nữa, có một chiếc Lexus RX350 màu trắng cũng mang biển số tương tự nhưng là loại biển dài. Chiếc xe này đang bị lực lượng chức năng thu giữ vì có liên quan đến ổ cờ bạc hơn 2.000 tỷ đồng mới bị triệt phá. Như vậy, biển số trên có thể đang được lắp trên nhiều phương tiện khác. May mắn hơn bác chủ xe Lexus, có rất nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý kịp thời. Nhưng hàng ngày, vẫn có một số lượng không nhỏ tài xế khôn lỏi kiểu này vẫn đang lưu thông trên đường. Cần nhắc lại rằng, ngoài vai trò khai sinh cho chiếc xe, biển số xe còn giúp cơ quan chức năng xác định các hành vi vi phạm giao thông hay nghiêm trọng hơn là các vụ án hình sự. Thật khó có thể tưởng tượng xã hội sẽ hỗn loạn như thế nào nếu tất cả các phương tiện trên đường đều không có biển số. Nhưng nếu mạo danh biển số xe của người khác là hành vi còn đáng lên án hơn nữa. Những người này thường có xu hướng đối phó với các quy định, chính sách của nhà nước. Và mỗi khi có chế tài mới để đảm bảo an toàn cho chính họ và người khác, thì họ lại bộc lộ rõ tính ích kỷ, vô kỷ luật ra hơn. Có thể những người này che biển chỉ để tránh phạt nguội khi họ muốn chạy quá tốc độ, sai làn đường
hay dừng đỗ không đúng nơi quy định. Tuy nhiên không loại trừ khả năng nhiều người sẽ học tập cách làm khôn lỏi này vì những mục đích xấu xa hơn như buôn bán vận chuyển hàng cấm, phạm tội hình sự. Khi đã che giấu đi biển số thật, người cầm lái thường sẽ có hành vi điều khiển xe nguy hiểm hơn, nhanh hơn, chấp nhận phạm luật hơn và trực tiếp ảnh hưởng tới an toàn giao thông. Một chiếc xe che biển số hay có chỉnh sửa số, nếu như gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, thì việc xác định xe gây tai nạn sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều với lực lượng chức năng. Hành vi khôn lỏi xem chừng đơn giản này lại tiềm tàng một mối họa rất lớn cho giao thông. Và như thế, chúng ta không còn an toàn khi tham gia giao thông. Khi người tài xế không còn sợ bị phát giác, họ có thể bất chấp luật lệ để thực hiện các hành vi nguy hiểm hơn cho người xung quanh. Vậy chế tài xử phạt với những vi phạm này như thế nào và làm cách nào để minh oan trong trường hợp không mong muốn? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo. Hiện tại, hành vi che, sửa biển số đã có mức chế tài xử phạt. Cụ thể, Nghị định 100/2019 NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi điều khiển ô tô và các loại tương tự ô tô không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số không rõ chữ, số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn, dán thêm, làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ số trên nền biển. Nhưng trong lần sửa đổi nghị định này vào năm 2021, mức phạt đã được nâng lên từ 4 đến 6 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền phạt trên có thể vẫn là quá nhỏ so với những hệ lụy của việc dùng biển giả tham gia giao thông. Vì vậy, theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi làm giả hoặc sử dụng biển số xe giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 314 về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đây cũng là lời nhắc nhở nếu ai đang có ý định hoặc đang sử dụng biển số không minh bạch để tham gia giao thông, cần cân nhắc ngoài mức tiền phạt, chủ xe hoàn toàn có thể đối diện với việc truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy còn những chủ xe đã bị phạt nguội oan sẽ cần phải xử lý như thế nào? Để tránh những phiền toái không đáng có, các bác chủ xe nên thường xuyên kiểm tra lỗi phạt nguội trực tuyến tại website chính thức của nhà nước hoặc qua ứng dụng trên điện thoại. Nếu phát hiện phương tiện có lỗi phạt nguội nghi vấn và xác định mình không sai phạm, cần liên hệ trực tiếp với phòng cảnh sát giao thông nơi bị vi phạm và đề nghị được xem lại hình ảnh vi phạm. Sẽ được cảnh sát giao thông cung cấp hình ảnh, thông tin vi phạm cho tài xế nếu chủ xe có yêu cầu. Đồng thời, chủ xe phải có căn cứ chứng minh được xe không vi phạm như thời điểm đó để ở bãi, để ở hầm, để ở gara hoặc xe có biển số hoàn toàn khác xe vi phạm camera ghi nhận để cung cấp cho cơ quan công an xác minh làm rõ. Sau khi xác định rõ là xe khác dùng biển giả, che biển số dẫn tới tình trạng trùng biển số, cảnh sát giao thông sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra tiến hành truy xét chiếc xe che biển, đeo biển giả để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là cần phải xây dựng được ý thức tham gia giao thông ngày một văn minh hơn, giáo dục văn hóa giao thông tốt hơn. Việc phạt thật nặng những hành vi khôn lỏi như che đi biển số thật để tránh phạt nguội là cần thiết để trong tương lai chúng ta có thể an toàn và thoải mái hơn mỗi khi lái xe ra đường. Xin đừng vì một chút ích kỷ mà làm ảnh hưởng tới sự an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc video của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu có những phương án cụ thể nào để ngăn chặn và xử lý vấn nạn biển giả này, xin mời hãy để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.